Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ chiều ngày 18 tháng 6, đại diện Bộ cho biết bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi, con gái của đương kim bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã bị thu hồi quyết định bổ nhiệm làm phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh này. Theo đó, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản rút lại các quyết định bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện. Trong số các trường hợp bị rút quyết định bổ nhiệm có bà Trần Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Trước đó vào cuối tháng 2 năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định về việc điều động bổ nhiệm một số cán bộ cấp sở, trong đó có bà Trần Huyền Trang sinh năm 1990, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Đây là chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cuối tháng 3 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ.